Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh radio truyện đêm khuya. Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Phía sau bóng tối, tác giả Trần Thị Bích Châu qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Thanh chạy một mình trên phố, đôi chân Trần đã loang lổ những vệt máu mái tóc dài màu hạt rẻ rối bời bay trong gió bộ váy trắng tinh nó đang mặc cũng bị vấy bẩn bởi bùn đất của những con đường còn đang thi công nhưng mặc kệ hết tất cả thanh cứ thế chạy về phía trước như một con thiêu thân đi tìm thứ ánh đèn màu nhiệm trong đêm tối mọi người bắt đầu nhìn và chỉ trỏ vào đôi bàn chân đang rớm máu của thanh nhưng nó tuyệt nhiên không quan tâm trong lúc này nó làm gì có thời gian để bận lòng đến những điều nhỏ nhặt đó cơ chứ mặt trời sắp lặn và cùng với sự lan tràn của bóng đêm nỗi sợ hãi trong lòng nó cũng mỗi lúc một lớn dần lên thanh nhìn quanh đôi mắt xanh sâu thẳm không ngừng tìm kiếm nhưng đáp lại tất cả sự nỗ lực của nó chỉ là những gương mặt xa lạ và ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường bất giác thanh cảm thấy tuyệt vọng nó muốn khóc nhưng không hiểu sao những tiếng nấc cứ nghẹn ứ trong cổ họng và nước mắt không thể nào chảy ra được từ sau vụ tai nạn ấy đây là lần đầu tiên thanh cảm thấy sợ hãi như vậy nó như lạc lõng giữa dòng người tấp nập khi bóng nhỏ ấy cứ lưu xiêu bước đi để lại đằng sau những vệt máu màu đỏ thấm đứt quãng trên mặt đường lạnh lẽo và khô khốc cảm giác bất an và hỗn loạn dường như đang lấn át toàn bộ tâm trí nó thanh cứ đi như thế không biết là bao lâu chỉ biết đôi chân nó đang dần mất đi cảm giác và tê cứng lại vì lạnh xin lỗi cho hỏi Thanh đến trước mặt một cô gái trẻ mà nó tình cờ bắt gặp trên đường và cố gắng tìm sự giúp đỡ. Cô gái nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh khi, cứ như thể Thanh là một đứa ăn mày khố rách áo ôm nào đó tới để xin tiền vậy. Cô ta bước lùi lại hai bước rồi xua tay nói với Thanh bằng cái vẻ khó chịu. Tránh ra đi, đồ điên. Câu nói không có lực nhưng tại sao lại như một đòn, giáng mạnh vào trí óc Thanh. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, nhường chỗ cho cô gái nọ đồ điên sao thanh nhìn hình ảnh chính mình được phản chiếu qua tấm gương lớn của cửa hàng phía đối diện một khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp hiện ra trước mắt nó bộ váy trắng lấm lem bùn đất đôi chân trần đang dỉ máu và mái tóc dài dối bời trông thật thảm hại thanh nhìn mình trong gương rồi bất chợt nhoẻn miệng cười là nó đây sao rách nát và tả tơi nhưng dẫu là vậy thì nó cũng chẳng bận tâm thứ nó muốn tìm rốt cuộc giờ này đang ở đâu vẫn đang hỗn loạn giữa những suy nghĩ của chính mình thì chuông điện thoại bất chợt reo lên khiến thanh giật mình nó vội vã bắt máy ngay alo có tin gì chưa ạ? À? tìm thấy rồi cháu về nhà đi đầu dây bên kia cúp máy nó đứng đó lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nỗi sợ hãi cũng vì thế mà tan biến dần vào màn đêm tĩnh mịch thanh lấy tay lau sạch việt son nhòe nhòe nơi khóe miệng rồi quay đầu bước đi mặc kệ hết những người trên đường đang bàn tán to nhỏ về mình. Ừ, thì, có sao đâu chứ, tìm thấy là tốt rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Nó tự nhủ với chính bản thân mình như vậy rồi bất giác lại cười, khuôn mặt phẳng phất một nỗi buồn kỳ lạ. Mẹ ơi, anh đó mặc váy kìa, một đứa nhỏ khoảng chừng năm, sáu tuổi chỉ tay về phía thanh, đôi mắt trong veo mở to vẻ ngạc nhiên. Thanh vẫn chưa kịp phản ứng gì thì bà mẹ trẻ đã vội vã lôi đứa con nhỏ của mình đi mất hút, vẻ mặt vô cùng bối rối và lúng túng. Thanh nhìn lại bộ váy trắng mình đang mặc rồi nhìn xung quanh, mọi người cứ chỉ trỏ nó và thì thầm to nhỏ. Họ đang nói với nhau về điều gì vậy chứ? Họ đang xem nó là quái vật sao? Hay họ đang nghĩ nó là một kẻ biến thái bệnh hoạn nào đó? Đây không phải là lần đầu tiên nó bị người ta coi khinh và cười cợt. Thanh đã dần quen với chuyện ấy nên cũng chẳng buồn giải thích hay thanh minh nữa. Nó không thể đứng ra trước cả thế giới và bảo với tất cả bọn họ rằng nó không phải là quái vật, điều đó là vô ích. Vẫn sẽ có những kẻ dối hơi thích đi lên án và soi mói vào cuộc sống của người khác. Vẫn sẽ có những bà tám thích ngồi lê đôi mách những tin tức giật gân. Và vẫn sẽ có những con người thích làm ra vẻ cao quý để trà đạp lên nhân cách của kẻ khác. Thế nên nó cứ im lặng sống im lặng trước những lời đồn đoán về mình những kẻ xa lạ đó biết gì về thanh hiểu gì về những thứ nó đã phải chịu đựng tại sao họ lại có quyền phán xét miệt thị cuộc đời nó nó không cho phép họ có cái quyền đó nó biết nó không điên thế là đủ thanh lột luôn bộ tóc giả xuống để lộ mái đầu đinh cụt ngùn cái vẻ ngoài này càng khiến nó trở nên kỳ dị hơn trong mắt người khác nhưng ai mà quan tâm chứ băng qua đám đông và những con phố dài nó vẫn một mình lê bước về nhà căn nhà cấp bốn có phần cũ kỹ chào đón thanh với một dáng vẻ trầm ngâm và u uất đến kỳ lạ nó mở cổng bước vào chưa kịp lên tiếng gọi thì bác hạnh hàng xóm đã tất tả từ trong nhà chạy ra cháu về rồi đấy à mẹ cháu đang ở trong nhà đấy dạ cháu cảm ơn bác bác tìm thấy mẹ cháu ở đâu thế ạ thanh nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi trong ánh mắt bà ấy ngồi ở bờ hồ một mình may mà bác nhìn thấy nếu không thì... Bác Hạnh lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa. Dạ, cháu hiểu rồi. Thật lòng cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác Hạnh cười hiền và định ra về nhưng rồi chợt nhận ra bộ dạng kỳ lạ của Thanh. Bác nheo mắt hỏi vẻ ái ngại. Nhưng... Thanh này, sao cháu lại ra đường với bộ dạng thế kia? Thanh nhìn lại bộ váy mình đang mặc và mái tóc giả trên tay rồi cười lấy lệ. À, tại lúc đó đột nhiên không thấy mẹ đâu cháu hoảng quá nên ừ được rồi nhanh vào nhà với mẹ đi nhớ chăm sóc bà ấy cẩn thận đấy bác về đây nói rồi bác hạnh lắc đầu và thong thả bước về phía cổng thanh vừa kịp nhận ra trong ánh mắt bác ấy phẳng phất sự thương hại phải rồi sống ngay sát bên cạnh nhà bác hạnh biết quá rõ về con người thanh và gia đình nó làm sao không khỏi thấy tội nghiệp được cơ chứ nó nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi đội bộ tóc giả lên đầu và đẩy cửa bước vào nhà chào đón nó là ánh đèn vàng mờ nhạt phát ra từ phòng thờ và giọng hát ngân nga của mẹ còn chi nữa biển dâu đã bao đổi rời về phương nam ngắm sông ngậm ngùi thương những đời như lục bình trôi thấy thanh bước vào mẹ liền ngưng hát đôi mắt cứ đăm đăm nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười con về rồi đấy à mẹ chở con nãy ra nó không đáp lời từ từ tiến đến gần rồi đưa bàn tay thô giáp của mình siết chặt lấy mẹ thanh nói giọng nghiêm khắc đầy uy nguyền mẹ lại chạy đi đâu nữa thế lần sau mẹ muốn đi đâu xa thì phải đi cùng con biết chưa mẹ thanh nhìn nó với vẻ mặt có thoáng chút sợ hãi rồi khẽ gật đầu mẹ biết rồi con đừng siết chặt thế mẹ đau đấy giọng nói yếu ớt của mẹ thốt ra làm thanh cảm thấy mình có phần hơi kích động nên vội buông tay ra con giận mẹ đấy à? Mẹ khẽ nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Giận ư, sao Thanh có thể giận mẹ được chứ? Chẳng phải mẹ trở nên như thế này cũng bởi một phần là vì nó hay sao? Thanh nắm khẽ đôi tay đã chai sần của mẹ và bắt đầu hạ giọng nói. Không, không phải đâu, chỉ tại, con lo cho mẹ thôi. Con, con, xin lỗi. Mẹ lại đưa mắt nhìn Thanh, vẻ khó hiểu. Con nói gì thế? sao con phải xin lỗi còn có lỗi gì đâu con gái của mẹ hôm nay kỳ lạ thật đấy câu nói của mẹ như mũi dao một lần nữa khoét sâu thêm vào nỗi đau trong lòng thanh ừ thì con gái của mẹ những từ ngữ đó nghe sao mà chua chát đến lạ chúng như gợi mở ra trong trí óc thanh cái cảnh tượng đau thương của một ngày cách đây hai năm về trước ký ức đó thật tâm nó muốn lãng quên sạch sẽ muốn xé nát hết rồi đem ném tất cả vào một xó xỉnh nào đó trong đống rác thải của quá khứ thế nhưng như thứ hồn ma đeo bám những gì đã xảy ra vẫn cứ luôn ám ảnh thanh từng ngày từng giờ và không ngừng nhắc nhở nó phải tiếp tục đau tiếp tục thương tổn nó đưa tay chạm khẽ lên vai vết sẹo cũ bất giác lại nhói đau khiến trái tim thanh như quặn thắt lại ngôi nhà dần chìm vào bóng tối gió tràn vào phòng lạnh buốt có lẽ trời đang chuyển mưa không khí trở nên ẩm ướt và ngập ngụa mùi vị của đất, nước lẫn với rêu phong. Thành bỗng cảm thấy có chút bối rối trong suy nghĩ, nhìn ra ngoài trời, gió mỗi lúc một mạnh hơn, một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng rồi lan tỏa khắp cơ thể nó. Cơn mưa ập tới bất chợt dường như đang báo trước một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra mà Thành không thể nào đoán trước được. Trời đã ngả màu úa tàn, mấy cụm mây mờ nhạt nằm chơ vơ giữa không trung, gió thổi ngày một mạnh hơn thanh phóng xe băng nhanh qua đoạn đường đèo ngoằn nghèo mặc kệ cơn bão đang đến đi chậm thôi anh ơi đường trơn lắm em sợ không sao đâu anh là tay lái chuyên nghiệp mà thanh cười cố chấn an cô bé ngồi phía sau xe vẫn lao đi trong cơn gió bất chấp mưa bắt đầu rơi ánh sáng cứ trôi đi mỗi lúc một xa bóng tối cứ đến mỗi lúc một gần thanh lại tăng tốc thêm lần nữa để mong đuổi kịp ánh sáng Chiếc xe máy vẫn mạnh mẽ lướt đi, cô bé ngồi sau bắt đầu thấy sợ, ôm chặt lấy Thanh. Bỗng một tiếng động chói tai vang lên, lạnh lẽo đến kinh người. Chiếc xe máy va vào vách núi rồi bị hất mạnh về phía vực. Một thứ dung dịch sền sệt, nhầy nhụa, màu đỏ thấm chảy ra từ phía vai của Thanh, ướt đẫm cả áo. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng vị tanh nồng của máu đang sộc thẳng vào mũi. Ngay chỗ sát bờ vực, con bé nằm bất động mắt mở to nhìn Thanh với vẻ mặt đau đớn và chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Thanh muốn lại gần chỗ con bé nhưng không làm sao cử động được. Bên tai nó bây giờ là những tiếng gạo khóc thảm thiết, máu chảy lênh láng khắp nơi. Thanh như bị nhấn chìm bởi thứ màu đỏ tanh nồng đến giận người ấy. Nó có cảm giác bản thân không thể thở được nữa, chỉ biết bất lực nằm đó, nhìn con bé quằn quại đau đớn trong vũng máu. Thanh giật mình mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng, ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, thì ra chỉ là giấc mơ, cơn ác mộng này. Rốt cuộc nó còn phải đối mặt thêm bao nhiêu lần nữa đây? Những gì xảy ra ngày hôm đó, tại sao cho đến tận bây giờ vẫn đeo bám lấy nó không buông? Đã hai năm trôi qua nhưng trong trí óc Thành, nỗi đau và sự dây dứt vẫn luôn ám ảnh nó. Thành rời khỏi giường rồi từ từ đến bên bàn làm việc. Nó chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ kỹ, Hình ảnh một cô bé với khuôn mặt rạng rỡ và mái tóc thắt bím lờ mờ hiện ra dưới thứ ánh sáng nhòe nhòe của ngọn đèn bàn đã gần cháy bóng. Thanh ngồi bất động, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên tay hồi lâu, rồi như một kẻ điên, nó bắt đầu nói chuyện với bức chân dung. "Nguyệt, anh xin lỗi, nếu anh không đi qua đoạn đường đó thì có lẽ em đã không. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em." Thanh ngước mắt nhìn lên bộ áo đầm trắng vẫn còn lấm lem bùn đất đang được treo ngay ngắn trên tủ rồi bất giác nước mắt không hiểu sao lại chảy ra. Đã hai năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, nó vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc nguyệt được đẩy ra từ nhà xác. Dường như thế giới của nó đã kết thúc tất cả ở đấy, ở cái thời khắc lưng chừng của tuổi trẻ và trưởng thành. Thanh chưa đủ chứng trạc để gánh vác nỗi đau này, thế nhưng số phận luôn là một thứ không thể nào trốn chạy dù thanh có chạy bao xa trốn bao lâu thì vẫn bị bắt được và nuốt chừng việc mất đi đứa con gái duy nhất khiến tâm thần mẹ dần trở nên bất ổn ngày nào cũng kêu gào và khóc lóc trong tuyệt vọng những lúc như thế thanh không biết phải làm gì chỉ còn cách ôm chặt lấy mẹ mặc cho bản thân bị cào cấu đến chảy máu để làm mẹ thấy an tâm hơn thanh cùng một lúc đã phải sống hai cuộc đời một của nguyệt và một của chính nó một lúc nhận hai vai diễn đứng giữa hai thế giới cũng nhiều khi gây ra những sự dối rắm và nhầm lẫn. Đã có lúc Thanh quên tháo vòng tay của Nguyệt khi đến cơ quan. Đã có lúc nó vô tình để lộ bộ đồ trang điểm trong túi sách và bị đồng nghiệp phát hiện ra. Cũng đã có lúc nó bất cẩn vương lại mùi nước hoa của con gái trên vai áo. Những điều đó khiến các đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ và xì sầm to nhỏ về nó. Tuy trước mặt không ai nói thẳng ra nhưng Thanh biết sau lưng, mọi người đều đang bàn tán về nó cười nhạo nó, coi thường nó. Họ đồn thổi rằng ngoài cuộc sống công sở hàng ngày tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nó còn có một cuộc sống khác, thác loạn và điên cuồng với những thứ dục vọng kỳ dị. Họ truyền tai nhau rằng nó là một đứa đồng tính bệnh hoạn với những thú vui đáng lên án. Họ nói nhiều, rất nhiều về nó. Thanh biết nhưng nó chẳng muốn quan tâm, đúng hơn là không còn sức lực để quan tâm. Nó quá mệt mỏi với việc phải đi giải thích, thanh minh với những kẻ xa lạ kia và trên hết, trái tim nó đã chai sạn với những lời thị phi, rèm pha của người đời. Chỉ cần nhìn thấy mẹ mỉm cười thì đối với nó, tất cả đều không là gì. Nó cứ yên lặng gặm nhấm nỗi đau, gặm nhấm sự day dứt và gặm nhấm cuộc đời của chính mình như thế. Thanh dường như đã biến thành một cái bóng từ lúc nào cũng không biết, cho đến tận hôm nay. Đêm về khuya, mẹ đã ngủ từ lâu, trong căn nhà tồi tàn, chỉ còn nó một mình đối diện với bóng tối. Cơn ác mộng lúc nãy khiến Thanh không sao chợp mắt được nên đành bật laptop để làm việc. Khi vừa đảo qua Facebook một vòng thì một dòng tít rõ to đập vào mắt nó: Ngày 24 tháng 7 năm 2015, người dân xôn xao vì một kẻ biến thái xuất hiện trên đường. Chính là ngày hôm nay sao? Nó ấn vào đường link và nhận ra hình ảnh của chính mình trong clip, phía dưới là hàng loạt những bình luận gạch đá của dân mạng. Hay thật, bây giờ thì dù không muốn có vẻ thanh cũng đã trở nên nổi tiếng nghe thật đáng mỉa mai phải không nó mở toang cửa sổ mưa đã tạnh hẳn gió cũng trở nên hiền hòa hơn bầu trời đêm thật cao và dường như kéo dài mãi đến vô tận ánh đèn đường hắt thẳng vào phòng soi rõ chiếc giường mẹ thanh đang nằm khuôn mặt mẹ lúc ngủ thật yên bình và hạnh phúc nhưng chỉ vài giờ nữa thôi khi mặt trời mọc tất cả sự an lành này có lẽ sẽ bị vỡ vụn bởi những lời thị phi của người đời ngày mai cả công ty thanh sẽ xem clip đó và tất cả những gì họ nói về nó trước đây không còn là lời đồn đoán nữa mà trong phút chốc sẽ trở thành sự thật hùng hồn không thể chối cãi có lẽ nó sẽ bị sa thải có lẽ nó sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng cũng có lẽ nó và mẹ sẽ không thể sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình được nữa người ta vẫn bảo bóng tối chính là kẻ đồng lõa của sự giả dối nhưng hôm nay thanh mới chợt hiểu rằng hóa ra không phải cái gì dưới ánh sáng mặt trời cũng chính là sự thật bầu trời lúc này tối lắm chỉ thấy một màu đen ngòm thanh cố đưa mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trống rỗng phía trước mặt nhưng chẳng có gì cả mặt trăng những ngôi sao tất cả mọi thứ có lẽ đã bị nuốt chừng bởi đêm tối bất giác điều đó làm nó thấy sợ sợ bóng tối và sợ cả ánh sáng nữa chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên chuyện tình trong đêm mưa chuyện siêu tầm chợ mường la họp từ sáng sớm khi sương mù đang còn dày đặc người đi chợ như đi trong mơ cách một sải tay chẳng nhìn thấy gì sương mù ở rừng núi cao khác với sương mù ở vùng đồng bằng nó dày đặc nó như màn sữa loãng mênh mông bí ẩn không hoang tưởng không làm hại ai nó là khí núi tan ra rồi tụ lại nó không phải hơi nước Hơi bụi và mưa nhỏ mà ta vẫn gọi là xương ở dưới đồng bằng. Khoảng gần trưa, khi xương tan đấy là khi chợ náo nhiệt nhất. Người hở mông xuống xít quanh nồi thắng cố, uống rượu, thổi khen bè. Người Thái, người Xá cũng uống rượu, thổi khen bè. Người Lao Hụ thổi khen lá. Các cô gái Thái, gái Xá, gái Giao đứng tụm lại hát đối, hát ghẹo, hát giao duyên với các chàng trai. Có vài người nổi hứng bắn lên trời mấy loạt súng kiếp đám đông xung quanh chạy rạt ra như ong vỡ tổ tôi đi chợ cũng chẳng định mua bán gì cũng có nhiều người đi chợ như tôi chợ miền núi là nơi gặp gỡ giao tiếp là lễ hội nhỏ là nơi đi chơi nơi người ta thoát ra khỏi nếp sống thường tẻ nhạt tôi đi dọc phố chợ đi hết chợ rồi ngược trở lại ở giữa chợ có một ông già người hoa đang ngồi xem bói trước mặt ông già có một cái đa đựng ba viên xúc sắc Người xem bói đặt tiền rồi cho ba viên xúc sắc vào một quả bầu khô lắc mạnh, sau đó đổ ra đa gọi là gieo quẻ. Ông già căn cứ vào tổng số điểm trên ba viên xúc sắc để nói về định mệnh của họ. Người ta suýt xòa, trầm trồ, sợ hãi, tất cả đều thành thực, tin tưởng, có cái gì vừa như huyền bí, vừa như đe dọa, lại vừa như lường gạt trắng trợn lơ lửng đâu đây ở trên đầu đám đông. Tôi thấy vui vui, thấy hồi hộp lạ lùng và cũng định xen vào để thử vận hạn. Ngay khi ấy có người níu lấy tay tôi, tôi quay lại, thấy một gã người Thái mặc quần áo tràm, đội mũ nổi, khuôn mặt thật thà, nói tiếng kinh rất sõi lắc đầu. Đừng có tin lừa dối đấy, mời ông xem cái này. Gã giờ ra trước mặt tôi một vật đen đen ám khói bếp, bẩn và hôi không tưởng tượng được, trông giống như một cái mề gà sấy khô. Đây là mật gấu một trăm phần trăm, tôi bắn được con gấu này ở trong sốt cộp, nặng 137 cân, tôi để cho ông giá rẻ. Tôi cười, lắc đầu, tôi đã biết người ta làm giả mật gấu bằng mật lợn như thế nào. Tôi còn biết người ta đã dùng xi lanh để rút mật gấu thật ra, rồi bơm vào đầy nước lã ra sao. Gã người Thái này nỉ vài câu, cuối cùng tỏ ra thất vọng. Gã giơ hai tay lên trời, phàn nàn vài câu bằng tiếng Thái rồi bỏ đi tôi quay lại chỗ cũ nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay đã biến mất từ lúc nào. Tôi vừa tức giận vừa bực mình. Đấy là vì khi ấy tôi còn trẻ tuổi, cảm giác bị kẻ khác lường gạt, bị lỡm, bị hố, bị sỏ mũi chỉ vì mình cả tin thật thà, khiến tôi mất cả bình tĩnh. Với một giáo viên quèn, chiếc đồng hồ đeo tay khi ấy với tôi là một gia tài, một của quý, một sĩ diện, dù chiếc đồng hồ ấy luôn chạy sai giờ. Tôi đi xuyên qua chợ, tìm gã bán mật gấu, tôi định sẽ cho hắn bài học đích đáng bỗng tôi thấy một cô gái thái dắt một con ngựa tiến lại phía tôi cô gái thái trẻ trung xinh đẹp đôi mắt nông hoang vắng và tinh khôn có phần dạn dĩ đi sau cô gái có hai ông già tay ôm hai con gà trọi cô gái chào tôi hầy à thưa ông em muốn nhờ ông giữ hộ con ngựa một lát được không tôi lúng túng không biết trả lời ra sao thì cô gái đã dúi cương ngựa vào trong tay tôi cô gái nói ông đứng ở vệ đường này chỉ một lát thôi là em quay lại cô gái cười nụ cười rất nhiều hứa hẹn rồi chạy bỏ đi hai ông già đi theo cô gái ngồi thụp ngay xuống lòng đường rồi thả gà ra lập tức hai con gà xông vào đánh nhau túi bụi đám đông bu lại thành một vòng tròn lộn xộn điên cuồng phấn khích không tưởng tượng được có tiếng la hét dẹp đường rồi một chiếc xe com măng ca đi tới trên xe có mấy cảnh sát chở một người tù bị khóa tay bằng còng số 8. Chiếc xe phải dừng lại vì bị đám trọi gà cản đường. Mấy cảnh sát vừa bước xuống xe thì đám đông ồn cả lên, bao vây quanh họ, bụi cát mù mịt tung trời. Một tổ ong vàng không biết ở đâu xuất hiện, vỡ tung ngay trên đầu đám đông. Người ta hò nhau chạy, ngã rúi ngã rụi vào nhau. Tôi chưa kịp định thần thì thấy cô gái Thái lúc này xuất hiện rằng lấy tay cương, người tù trên xe nhảy ào lên lưng con ngựa tôi chỉ thoáng thấy anh ta để tóc dài mặc bộ quần áo tràm xanh cô gái thái nhảy lên theo và họ lập tức phi ngựa băng qua các mẹt hàng sạp hàng chạy về phía đường rừng tạ bú tả ngạn sông đà tôi bị bắt giam vào đồn cảnh sát người ta coi tôi là can phạm trong vụ cướp tù cuối cùng không đủ chứng cứ quy tội nên chuyển tôi làm nhân chứng tôi phải ký tên vào một tờ khai chữ nghĩa hết sức rắc rối mập mờ tôi được biết người tù kia là một tên thổ phỉ, một kẻ sống ngoài vòng cương tòa xã hội. Hắn tên là Bạc Kỳ Sinh. Trường học miền núi nơi tôi ở nằm trên một quả đồi chọc gọi là đồi thông mặc dầu trên ấy, chẳng có một ngọn thông nào. Trên một vạt đất bằng phẳng, người ta dựng lên ba dãy lớp học làm bằng giang che nứa lá có phần nào giống một trại nuôi bò. Khu nhà giáo viên gần kể ngay đó lợp ngói, vách chát toxi nhưng khi mưa xuống rột còn nhiều hơn cả mái nhà lập danh vốn thích độc lập tôi tự mình dựng một ngôi nhà nhỏ cách biệt hẳn ra có hàng rào bao quanh cẩn thận ở riêng một chỗ tôi có cái thú của kẻ tự do nghĩa là tha hồ buông xuôi ở trong cảm giác cô đơn mà không để người khác nhòm thấy không làm lụy ai cả ở ta tự cô đơn là cách rẻ rúng nhất vô hại nhất để tạo ra ảo giác về tự do một điều xét cho cùng cũng chẳng ra gì nhưng thiết yếu để rèn luyện nhân cách cho tuổi trẻ vốn lắm mê say và dễ xa ngã. Mùa hè năm ấy, tôi phải ở lại trông non, bảo vệ trường học. Mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9 khiến nơi tôi ở không khác gì một ốc đảo. Số gạo dự trữ sắp hết. Tôi rất buồn giàu và thương thân mình. Tôi có thể ốm rồi chết ở nơi khỉ ho cỏ gáy này vô ích tôi đã thấy mộ những giáo viên vô danh chết như thế ở Mường Hum và Triềng Cọ, cả ở trong bản chi cuối đường 19 nữa. Suy đi tính lại, tôi quyết định vượt qua thung lũng Triềng Sạ vào bản Pò Mật tìm người giúp đỡ. Tôi mặc áo mưa, mang theo khẩu súng săn đã han gì và bị hóc đạn bên mình, mang đi theo để cho oai chứ thực ra chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tìm đường đi xuống thung lũng, loay hoay hết buổi. Tôi không làm sao vượt qua được thung lũng ngập đầy nước, tôi không dám liều mạng bởi tôi không thuộc địa hình địa vật ở đây. Nếu bị nước cuốn vào một khe hẻm coi như toi mạng, tuyệt vọng, tới gần tối tôi quay về nhà, ngạc nhiên thấy ở trong nhà mình có sáng ánh đèn. Trong nhà tôi, ở giữa nhà có một đống lửa mới được nhen lên, một người đàn ông Thái đang ngồi thản nhiên nướng thịt gà rừng. Thấy tôi, y chẳng buồn nhìn mặt mà chỉ liếc xéo trong chừng khẩu súng săn của tôi với vẻ đề phòng. Ông là chủ nhà à? y hỏi tôi sau khi tôi đã treo súng lên tường tôi chán nản gật đầu người đàn ông thái nói chúng tôi sẽ ở đây ba ngày đợi lũ rút đi tôi hơi ngạc nhiên vì y dùng chữ chúng tôi như vậy chắc y không phải chỉ có một mình tôi không còn gì ăn cả tôi thông báo trước với khách như vậy không tỏ ý thiện cảm chút nào tôi biết rồi người đàn ông thái gật đầu với tôi trước khi ông về tôi đã lục lọi khắp trong nhà này cô muôn đang đi lấy gạo tôi hơi phật ý vì thái độ tự nhiên của khách chừng như nhận ra y mỉm cười giới thiệu tên tôi là bà kỳ sinh tôi hơi giật mình bà kỳ sinh nói tôi đi với cô gái cô ấy là muôn đúng lúc ấy cô gái thái mà tôi đã gặp trước đây ở chợ mường la bước vào vai đeo gùi người ướt như chuột lột bà kỳ sinh đứng dậy đỡ lấy gùi gạo tôi không hiểu họ moi đâu ra gùi gạo trắng tinh ở giữa trời mưa ở giữa nơi mênh mông đầy nước ngập này bà kỳ sinh và cô gái nói chuyện với nhau bằng tiếng thái cô gái nhìn tôi mỉm cười em nhận ra ông rồi ông đã giúp em giữ ngựa ở chợ mường la bà kỳ sinh lấy gạo thổi cơm còn cô gái lui vào buồng trong thay áo tôi nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc rồi cô gái thò đầu ra cửa hỏi tôi ông giáo ông cho em mượn cái áo của ông được không tôi nhìn bà kỳ sinh và thấy y có vẻ tán thành nên nói được Tôi ở miền núi đã lâu, tôi biết đàn ông Thái nhiều người có máu ghen tuông ghê gớm. Anh có thể chết như bỡn vì một nhát dao nếu như vô tình gẹo cô gái có chồng đã tăng cậu tức là đã buộc ngược tóc lên đỉnh đầu. Ở Yên Châu vài năm trước đây đã có một vụ như thế. Có một tay giáo viên người kinh quê ở Hưng Yên đã bị xẻo mất của quý bằng con dao quắm to bản dùng để trẻ lạt. Gã pháo thủ không bao giờ còn ra trận được nữa. Gã phải hồi hưu khi gã mới 20 tuổi. Tôi không muốn như thế. Năm ấy tôi mới 21 tuổi đầu, chưa biết tí ti gì về chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Một lúc sau, cô gái ở trong buồng trong bước ra, mặc chiếc áo phong sặc sỡ của tôi và chiếc váy mới. Trông cô rất đẹp, vẻ đẹp vừa hoang vắng, vừa mê đắm lại vừa man dợ. Chúng tôi ngồi ăn cơm và cùng trò chuyện với nhau. Bà kỳ sinh ít nói, đôi mắt của y lạnh lẽo, căng thẳng như mắt diều hâu, thỉnh thoảng lại sáng rực lên như có tia chớp, tia lửa. Chỉ khi nào ánh mắt của y gặp ánh mắt của muôn nó mới dịu đi đôi chút, nó mới có vẻ như ánh mắt người. Bạc kỳ sinh có nụ cười rẻ rặt, lúc nào cũng có vẻ như diễu cợt bản thân mình hay diễu cợt ai. Chúng tôi ngồi nói chuyện về các sản vật ở vùng Tây Bắc, về phong tục người Thái, về việc người kinh lên đây làm ăn sinh sống. Bạc Kỳ Sinh có vẻ không thích thú lắm với việc ngày càng có nhiều người kinh lên Tây Bắc đi xa hơn nữa, khai hóa văn minh, thắp lên ánh sáng văn hóa, muôn thì khác cô tỏ ý chê bai lối sống khép kín quá gần tự nhiên thậm chí có phần tăm tối của dân miền núi qua câu chuyện tôi thấy hai người hiểu biết nhiều thứ không hề ngơ ngẩn hoặc quá hẹp hòi như cách thức mà dân thành thị chúng ta vẫn hình dung về người dân tộc cơm nước xong bà kỳ sinh dựa lưng vào vách mắt đăm đăm nhìn vào đống lửa bập bùng ngoài trời đêm mưa vẫn không ngớt bà kỳ sinh hát ea một bài hát bằng tiếng thái lời lẽ rất ấn tượng có nhiều đoạn cô muôn cùng hát với y, tôi nghe loáng thoáng, cố gắng tìm cách sắp xếp lại lời của bài hát này. Cò mẹ ơi, bố mẹ ơi, cò mẹ sinh con từ hang núi, nơi ấy có nhiều gió, lạnh lắm, đêm mưa, nhiều gió lạnh lắm, tiếng hổ gầm, tiếng chó sói hú, những con rắn con chăn tìm mồi, bọn cáo trồn hôi hám rình mò, con giòn, con dím nấp trong hang, con mình trần thân trụi run rẩy gió lạnh lùa vào ngực con. Con nhen lửa, gió làm tắt lửa. Con sờ soạng trong bóng đêm, và nhặt được một vật mềm, ướt át. Con sợ hãi, không biết vật gì. Nó phập phồng trong tay con. Ôi đau quá, đau nhói ở đây. Cái vật mềm, ướt át ấy, là trái tim con rơi trên đất. Mặt đất ấy nhiều gió, lạnh lắm. Bò mẹ ơi, ai thương con? Bò mẹ ơi, ai thương bò mẹ? tiếng hát của bà kỳ sinh rất lạ, đơn giản như lời người nói. Tôi chưa thấy ai hát như thế bao giờ. Người hát không lấy hơi, không dán sức. Khi nhấn lời hoặc ngân nga thì dịu dàng không sao kể xiết, ngậm ngùi, tê tái mà không mùi lòng. Tâm trạng cô đơn lạnh buốt lẫn lộn với những khao khát nồng nàn. Tiếng hát sóng sánh, đặc như những giọt mật ong. Mỗi từ là một giọt mật. Tôi nghe hát mà nước mắt cứ thế chảy ra giàn ruộng, tự nhiên không kìm lại được. Bài hát chấm dứt, tất cả lặng đi, tiếng mưa rơi và tiếng côn trùng bỗng nhiên ùa vào trong nhà, giết gióng nghe rõ gió mồn một, một, không ai nói năng gì cả. Tiếng hát vẫn còn như lơ lửng bay trong không gian, vướng vào mái nhà, kèo nhà, vướng vào mái tóc, vướng vào đôi môi, cháy xèo xèo trên ngọn lửa đỏ rực. Bà kỳ sinh hát xong, y cười một nụ cười nhợt nhạt thất thần, hình như bao nhiêu sinh lực của y đã chút hết vào cho bài hát một lúc sau như không chịu đựng nổi sự yên lặng muôn cũng ê a à hát bài hát này cũng xót xa tê tái chẳng kém gì bài hát của bạc kỳ sinh inh nọng ơi inh nọng ơi nếu em xây nhà thì đó là ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng trong nhà có bếp lửa hồng trên bàn có cắm bông hoa đỏ và bông hoa trắng chăn đệm mới thơm tho bên cạnh em có anh em muốn anh ở bên cạnh em đấy là ước mơ của em anh yêu ơi Bây giờ đi đâu rồi? Mà dùng bắt anh hay ngọn lửa nào gọi anh? Anh đi về hướng nào? Không có ai đợi anh ở đây. Anh yêu ơi, về đây với em. Ta xây ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng. Anh yêu ơi, bây giờ đi đâu rồi? Người thương ơi, bây giờ đi đâu rồi? Tôi lặng nghe muôn hát, thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của cô. Bà kỳ sinh có vẻ xúc động. Y đưa tay ôm lấy bảo vai cô gái kéo về phía mình. Khi muôn hát xong y nói một câu tiếng thái rất nhanh tôi không nghe rõ nhưng đoán là một lời chửi rủa hay một lời thề độc môn trừng mắt nhìn y rồi ngồi xích ra có vẻ bất bình họ nói về một người nào đó có tên là ngân đêm về khuya mưa càng ngày càng nặng hạt mưa thấm vào đất vào vách nhà vào lòng người chúng tôi ngồi yên như thế rất lâu lát sau bà kỳ sinh lên tiếng trước y phàn nàn về những điều kiện sinh sống khốn khổ ở nơi nào đó chắc là ở quê hương y vùng Tây Bắc tôi đã đi nhiều, điều kiện sống của con người ở đây thật khắc nghiệt. Dân nhiều nơi chỉ đủ gạo ăn có 3 tháng, còn 9 tháng trong năm phải vào rừng đảo củ mài. Săn bắt và hái lượm vẫn là những hình thức kiếm sống phổ biến của nhiều tộc người ở đây hệt như một ngàn năm trước. Nạn du canh du cư và triệt phá rừng làm cho quang cảnh rừng núi ngày càng thêm tiêu điều. Tôi cố tình dò hỏi tông tích, gốc gác của bạc kỳ sinh. Y trả lời rẻ rặt, y nói chung chung, tôi là đứa con hoang của rừng. Y nói câu đó thì thầm như lời thú tội, có phần nào chán trường nhưng vẫn ngấm ngầm một niềm kiêu hãnh đặc biệt. Tôi gợi lại chuyện xảy ra bữa trước ở chợ Mường La thì Y mỉm cười. Rắc rối cho ông ghê lắm phải không? Y ngượng nghịu xoa tay vào nhau rồi nói tiếp. Tôi đã mang ơn ông. Sau đó Y chỉ vào muôn. Nhờ có con nhím này. Mãi về sau, do nhiều người kể lại tôi mới biết rõ về câu chuyện xảy ra hôm ấy. Đêm về khuya, tôi ngủ ở bên bếp lửa, nằm thao thức nghe tiếng mưa rơi. Trong giấc mơ, tôi cứ chập, trờn về hình ảnh trái tim mềm mại, ướt át, phập phồng rơi trên đất lạnh và ngôi nhà nhỏ có cửa sổ rộng. Những hình ảnh ấy phải chăng là nỗi ám ảnh thân phận tình yêu đôi lứa của hai người. Bạc Kỳ Sinh là hậu duệ của dòng họ Bạc Đất Mường Vài. Đây là một dòng họ quý tộc xa xưa, đồn rằng ông Tổ là người kinh đã từng làm chức thượng thư bỏ lên Tây Bắc vì chán thời thế. Đấy là vào khoảng thế kỷ 18, thời vua Lê, chúa Trịnh, một thời nhiễu nhương trong lịch sử. Ông tổ của bạc kỳ sinh lấy vợ người Thái, lập trang trại, sống nhờ vào việc buôn bán thuốc phiện với người Lào và người Hoa. Đến đời bạc kỳ sinh, thời thế thay đổi, chính quyền mới đang tồn tại cùng chúng ta đây thành lập, một đồn biên phòng đóng ngay ở đất Mường Vài. Việc buôn bán thuốc phiện bị cấm, những người lính biên phòng thường xuyên xuống bản, giúp dân làm ăn, dạy học cho trẻ và giữ gìn trật tự an ninh trong vùng. Đồn trưởng biên phòng là Lò Văn Ngân, người Thái ở Yên Châu, một thiếu úy mẫn cán và sắt đá, số phận éo le. Giữa Lò Văn Ngân và Bạc Kỳ Sinh có những mối quan hệ thật chớ trêu. Một lần, vào dịp Tết cổ truyền, người ta tổ chức một cuộc đua ngựa cho thanh niên trong vùng. Chặng đua khá nguy hiểm, phải vượt qua nhiều suối và núi đá tai mèo, có nhiều giải thưởng, giải nhất là một con ngựa tuyệt đẹp, muôn là cô gái xinh đẹp nhất đất mường vải sẽ trao dây cương cho người thắng trận. 17 kỵ sĩ tham gia cuộc đua, trong đó có Lò Văn Ngân và Bạc Kỳ Sinh, hai người ganh đua từng phần một và họ bỏ xa các kỵ sĩ khác. Ở chặng cuối cùng, nguy hiểm nhất là phải băng qua vực đất sụt, nghe nói dưới đó có mạch nước ngầm từ xa xưa mạch nước ngầm này còn lớn hơn cả con sông đà nhiều chỗ mạch nước ngầm phun lên làm nơi đó biến thành bùn lầy vô cùng nguy hiểm lò văn ngân là kỵ sĩ giỏi con ngựa anh cưỡi là con ngựa giống sông đông ở nga hồi ấy loại ngựa này chỉ nhập vào việt nam có sáu con để phối giống được nuôi ở trại ngựa bá vân thái nguyên theo tiêu chuẩn đặc biệt người ta tìm cách nhân nó lên để cung cấp cho lính biên phòng con ngựa này phi rất nhanh nếu đường xá tốt có thể phi tới 300 cây số một giờ, bước nhảy của nó xa tới 4 mét, nó cao gấp dưới con ngựa bình thường. Bạc Kỳ Sinh cưỡi con ngựa của người miền núi Tây Bắc, chân thấp, tướng mạo xấu xí, trông giống một con la già, chạy không nhanh nhưng dai sức, khi leo núi thì không khác gì sơn dương. Loại ngựa này đặc biệt nhạy cảm với địa hình miền núi, nó ăn rất ít và chịu được khát. Khi qua đèo, con ngựa sông đông của Ngân chạy song song với con ngựa của Bạc Kỳ Sinh. Đường rất hẹp, hai con ngựa chèn nhau khi vượt khúc quanh ở hẻm núi. Gió thổi mạnh, con ngựa sông đông khỏe hơn nên hất con ngựa của Bạc Kỳ Sinh xuống khe núi. Bạc Kỳ Sinh thoát chết nhờ vào sự nhạy cảm thần kỳ của con Tuấn Mã. Con ngựa trụ bốn vó lăn tròn ở vạt dốc nghiêng, không hiểu làm sao móc được một chân vào thân cây dâu ra. Sau này Bạc Kỳ Sinh kể lại, lúc đó mạng sống thật là ngàn cân treo sợi tóc. Con ngựa hình như cũng biết điều đó, nó chỉ dõi cẳng chân ra là cả hai sẽ lao xuống vực sâu 300 mét. Gió thổi, đá cào làm nó lột xước hết cả da, nó giờ nở nở bắn lên, mồ hôi túa ra đầm đìa, mắt nó như muốn dò hỏi, tại sao, tại ao lại chết vô lý thế này, thế là nó vùng vẫy sức lực của nó như được nhân lên gấp bội. Loay hoay mãi, bà kỳ sinh mới gỡ được mình ra và dìu được con ngựa từ trên cây xuống. Bà kỳ sinh bị thương khá nặng, xương đùi gãy, một chân bị trẹo khớp. Nhưng một kỵ sĩ miền núi thì chẳng bao giờ bỏ cuộc, y vẫn tiếp tục cuộc đua, để đến đích. Nếu theo con đường cũ dễ dàng thì thất bại là chắc chắn. Với hơn 20 cây số đường rừng như vậy thì người và ngựa sẽ kiệt sức vì mất máu. Bà Kỳ Sinh quyết định vượt qua núi đá tai mèo để về thung lũng, đường ngắn hơn, chỉ có hơn hai cây số nhưng làm như thế nghĩa là leo núi chứ không phải còn là đua ngựa nữa được cái cuộc đua không hề quy định lộ trình bắt buộc từ xa xưa dân miền núi đã quen chỉ xác định hướng đi chứ không xác định sẽ đi như thế nào con người phải tự mỏ mẫm một mình và chỉ có linh cảm trực giác mới giúp họ vượt qua tất cả bà kỳ sinh vượt qua vách núi tai mèo nghĩa là cầm chắc cái chết trong tay hy vọng sống trong một phần nghìn không hiểu làm thế nào mà bạc kỳ sinh vượt qua được, máu loang lổ bết đầy người và ngựa, y đến đích không khác gì một con ma rừng. Cuộc đua kết thúc, không ai trao giải thưởng cho con ma rừng, giải thưởng thuộc về lò văn ngân và con ngựa giống sông Đông. Bạc kỳ sinh chỉ được sự tán thưởng ngầm của ít người dân miền núi lâm lì nhất, họ có cách đánh giá riêng của họ về các giá trị con người. Bạc kỳ sinh dưỡng bệnh ở nhà ông Sùng là bố của Muôn ông là thầy thuốc biết chữa bệnh bằng nhiều thứ lá cây rừng tình yêu của y với muôn bắt đầu nảy nở trong những ngày đó nhưng lò văn ngân viên thiếu úy đồn trưởng biên phòng cũng rất yêu muôn bà kỳ sinh khỏi bệnh vào cuối mùa thu lúc ấy rừng đang thay lá dạng cây sau nhà muôn từ màu xanh chuyển sang màu đỏ như mận và màu đỏ của máu hoa đinh lăng là thứ hoa đơn ở rừng có màu vàng như là hoa tai vàng nở rất nhiều ở hàng rào đầy những dây tơ hồng cũng màu vàng như màu nhẫn vàng bà kỳ sinh ngồi bên cửa sổ muôn ngồi xe sợi ở ngoài trái nhà cô ê a hát bài hát mà cô ưa thích inh nọng ơi inh nọng ơi nếu em xây nhà thì đó là ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng trong nhà có bếp lửa hồng ông sùng hỏi bà kỳ sinh này sinh mày có nghĩ rằng dân miền núi sẽ có hạnh phúc hay không? Bà Kỳ sinh cười. Khi còn mê muội, muôn hỏi, vậy văn minh, không tốt gì. Một người đàn ông Thái vừa bước lên cầu thang vừa nói, đây là lò văn cường, em trai ông Sùng, chú ruột của muôn. Ông ta gùi một gùi hàng nặng, ông ta vẫn buôn thuốc viện từ tam giác vàng qua đường Thượng Lào sang Tây Bắc. Đêm hôm đó, lò văn cường ngủ ở nhà anh trai mình ông bảo bạc kỳ sinh cháu sinh ạ à, tao đã thấy mày đua ngựa với người của chính phủ theo tao đi mày là ma rừng phải đi đường hẻm mày muốn con muôn thì hãy nghe tao mày hãy đi gùi hàng lên hoàng su phì hãy nghĩ đến tự do và tiền bạc rồi sau hãy nghĩ đến đàn bà con muôn nó sẽ giết mày nửa tháng sau lò văn cường bị bắn chết những người lính biên phòng do lò văn ngân chỉ huy phục kích đã bắn chết ông ta khi mang thuốc phiện vượt qua biên giới lò văn ngân được thăng chức trung úy ngân cưỡi con ngựa sông đông đến chơi nhà muôn anh tặng muôn đôi vòng tay bạc muôn hỏi nếu giết được một người thì được tăng một chức à ngân bảo điều ấy tùy vào người bị giết là ai muôn nói ông ta là chú tôi ngân bảo tôi không biết khi ngân đi xuống cầu thang thì con ngựa sông đông của anh đã bị cắt mất gân chân đang nằm gục bên hàng rào ngân chạy lên cầu thang rút súng chĩa vào bạc kỳ sinh mày giết ngựa mày có biết con ngựa ấy đáng giá bằng mấy mày không? Bà Kỳ Sinh nói, cần thì tao cắt gân mày chứ không cắt gân con ngựa. Bà Kỳ Sinh bị bắt, muôn than thở. Anh ta đang ốm, Ngân nói, con ngựa này mỗi ngày ăn hết 20 cân thóc, 6 lít sữa với hai cân đường. Cả nước bây giờ chỉ còn hai con như thế. Bà Kỳ Sinh bị giam 9 tháng trong tù. Ở trong tù, những người bạn của Lò Văn Cường chỉ cho y các mối hàng, cách đi rừng cách chơi gái sao cho không bị mang bệnh, cách trốn lính biên phòng, cách phân biệt tiền giả thật, tiền bạc Thái Lan và tiền kiếp Lào. Rất nhiều thứ mà người ta không biết phân biệt đấy là những kiến thức về tự do hay sự từng trải phóng đáng. Một tay ăn trộm người giao tên là Triệu Phú Đại rủ bạc kỳ sinh vượt ngục. Đêm hôm ấy trời mưa to, hai người dỡ mái tôn chuồn được ra ngoài luồn rừng chạy về phía rừng Thuận Châu trốn tránh. Ít ngày sau bạc kỳ sinh tìm đường về đến nhà muôn. Triệu Phú Đại cằn nhằn, chúng ta phải chuồn sang Thượng Lào ngay lập tức, loanh quanh ở đây rồi chết có ngày. Bà Kỳ Sinh nói, mày biết gì về tình yêu? Triệu Phú Đại thở dài, đấy là thứ tình cảm không lương thiện. Muôn chạy ra đón bà Kỳ Sinh, trên tay đeo đôi vòng bạc của Ngân tặng cô. Bà Kỳ Sinh hỏi, cô yêu nó à? Muôn nói, không biết, em chỉ thích bộ quân phục. Bà Kỳ Sinh và Triệu Phú Đại ở nhà muôn ba ngày triệu phú đại bảo bà kỳ sinh mày lựa chọn đi hoặc đi thượng lào hoặc ở đây giúp váy con muôn để đợi thằng ngân đến bắt năm giờ sáng lính biên phòng bao vây nhà muôn triệu phú đại và bà kỳ sinh nấp trong buồng kín triệu phú đại nói phen này chết là chắc tao không tiếc gì chỉ tiếc mày mới hai mươi tuổi bà kỳ sinh nói khi thằng ngân bước lên cầu thang tao sẽ dí dao vào cổ nó khi người ta đưa ngựa tới mỗi thằng chạy về một phía. Bà kỳ sinh treo người ở trên trái nhà giống như con rơi. May cho y là 5 giờ sáng thì trời vùng núi còn tối như mực. Lúc ấy trời lại đổ mưa to. Hai người chạy thoát sang đất Thượng Lào. Bà kỳ sinh nói, chắc cha con ông Sùng bị bắt mất. Triệu phú đại cười, có con muôn thì chẳng sợ, biết mèo nào cắn mỉu nào. Bà kỳ sinh buôn bán dọc ngang ở vùng Thượng Lào, nhiều khi sang cả Thái Lan. Y có tiền, có nhiều thứ nhưng trong lòng khôn nguôi nhớ muôn và nhớ quê hương. Thỉnh thoảng Y tìm đường liều lĩnh về thăm đất Mường Vài. Một lần về Y bị bắt và xảy ra vụ trốn chạy ở chợ Mường La mà tôi chứng kiến. Bà Kỳ Sinh và muôn chú ở nhà tôi sang ngày thứ hai thì họ cãi lộn với nhau. Cả hai đều mất bình tĩnh. Tôi không hiểu lắm vì họ nói bằng tiếng Thái rất nhanh. Tôi chỉ gõm bõm biết một số từ tôi đoán hai người đã không đồng ý về cách giải thoát tình trạng hiện thời muôn nải nỉ điều gì đó nhưng bà kỳ sinh dứt khoát chối từ một lúc sau bà kỳ sinh cũng nải nỉ điều gì đó nhưng muôn không chịu cuối cùng bà kỳ sinh đứng lên chu một tiếng khủng khiếp như chó sói hú trông y rất đau đớn muôn ôm mặt chạy ra ngoài trời mưa lúc ấy trời đê ớ khuya lắm bà kỳ sinh chạy theo họ rằng co nhau một lúc lâu rồi muôn chạy về phía rừng Bà Kỳ Sinh quay vào nhà, y nằm vật ra ở bên đống lửa. Tôi ngồi lặng lẽ chứng kiến hai vị khách trọ. Tôi mơ hồ thấy một nỗi thương cảm xót xa. Tại sao lại phải dày vò mình, phải dày vò nhau như thế? Hồi ấy tôi còn trẻ tuổi, tôi chưa nếm trải vị ngọt cũng như vị đắng tình yêu. Ôi tình yêu, sau này tôi mới biết đấy là thế nào. Bạn trẻ, bạn hãy yêu đi. Nó sẽ làm cho bạn hóa rổ hóa dại nó sẽ làm cho bạn tốt lên hoặc xấu đi thì tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi biết chắc chắn đó là một điều tuyệt vời nhất trên đời. Đó là thứ giá trị nhất trong mọi thứ giá trị mà Thượng Đế ban cho con người. Bạn trẻ, bạn đừng tin những kẻ nói với bạn rằng tình yêu là sai lầm. Không có tình yêu sai lầm. Đấy là những kẻ ghen tị với tình yêu, những kẻ không có cơ hội để có tình yêu, vu khống, xúc xiềm tình yêu. Suốt đêm hôm ấy chúng tôi không thấy muôn trở lại. Bà Kỳ Sinh ngồi bên bếp lửa như hóa đá. Tôi cố gợi chuyện y. Y thở dài. Cô ấy sẽ không trở lại. Đàn bà rất thích những ngôi nhà có cửa sổ rộng để chuồn ra ngoài. trầm ngâm một lúc, y nói tiếp. Về bản chất, đàn bà đứng về phía trật tự. Không có trật tự nào dung được tình yêu to lớn. Tôi lấy củi chất thêm vào đống lửa. Mưa rất to. Hai chúng tôi ngồi bên đống lửa đến tận sáng bạch bà kỳ sinh đã kể cho tôi nghe về tình yêu nồng cháy của y y nói về phụ nữ về cuộc đời về nhiều thứ khác y nói không ai mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc và đau khổ như muôn ông đã yêu bao giờ chưa tình yêu dạy cho ta bước đi của hồ của báo cho ta sức mạnh của mãnh thú nó dạy cho ta sự giảo hoạt của cáo của rắn độc nó khiến ta nhân đạo hơn hoặc độc ác hơn những kẻ hèn hạ không có tình yêu tôi dò hỏi bà kỳ sinh về muôn y nói cô ta cũng giống như mọi người đàn bà khác tôi quá điên rồ quá nguy hiểm đối với cô ta trước sau gì cô ta cũng sẽ trèo qua cửa sổ để về với một môi trường tầm thường hơn nhưng an toàn hơn cô ta chết chậm hơn tôi nhưng thôi tất cả những điều tôi nói không có ích gì sau này rồi ông sẽ hiểu bà kỳ sinh ở với tôi đến trưa hôm sau y dứt khoát trả tôi tiền trọ món tiền khá lớn bằng tổng số tiền lương giáo viên của tôi trong nhiều tháng. Tôi và bạc kỳ sinh chia tay nhau. Y nói rằng Y sẽ đi Thái Lan ngay hôm ấy. Cả hai không nghĩ rằng rồi sẽ gặp nhau. Tôi cũng không ngờ 25 năm sau, tôi đã gặp bạc kỳ sinh trong một hoàn cảnh lạ lùng kỳ dị. Ít năm sau, tôi có dịp quay lại Mường La. Tôi gặp Lò Vàn Ngân, bấy giờ đã lên trước thiếu tá. Ngôi nhà của Ngân ở ngay cổng chợ Mường La, ngôi nhà thiết kế giống như những ngôi nhà khác ở thành phố tầng dưới để bán hàng hay để cho thuê văn phòng, tầng trên để ở. Ngân và Muôn lấy nhau, họ có hai đứa con, cả hai đang học đại học. Tôi gặp Ngân nhưng anh tiếp chuyện tôi rẻ rạt, thậm chí có phần lạnh lùng. Chúng tôi không nói gì về chuyện cũ. Lựa dịp thuận tiện, tôi tìm cơ hội để gặp riêng Muôn. Muôn còn rất đẹp, cô mặc quần áo sang trọng theo lối dân thành phố. Tôi gợi lại chuyện về bạc kỳ sinh thì Muôn thất kinh, hốt hoảng nói. Bò hụ, ai nhá nhắc lại chuyện cầu nưa không biết anh chớ nhắc lại chuyện cũ nữa tôi quay lại chợ mường la cũng không khác xưa nhiều lắm các cô gái thái gái xá ngồi bán đào mận mắc cọc hái ra từ trong núi những người đàn ông đàn bà người hờ mông gùi những gùi xa nhân đằng sâm ba kích nếp than ở góc chợ vẫn có ông già người hoa ngồi xem bói không có đám đông nào vây quanh ông già tôi đến gần ông già đặt tiền, gieo quẻ và hỏi về số phận của bạc kỳ sinh. Ông già đọc cho tôi nghe một bài thơ chữ Hán, ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trần hải đệ, nhân tại mộng trung. Tôi thở dài quay đi ngẫm nghĩ, tôi tự hỏi mình, này số phận, những gì tạo nên số phận, điều gì giá trị, điều gì vô giá trị, điều gì trên đời này có ý nghĩa nhất cho một con người. Tôi đã gặp bạc kỳ sinh tình cờ khi tôi đến Mỹ mấy năm trước đây. Hôm ấy ở New York, tôi đến một quán cà phê nơi vẫn tụ tập khá nhiều nhà thơ và nghệ sĩ. Ở đấy có một người Việt Nam chơi đàn guitar rất điệu nghệ. Người này hát những bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Khi nghe một bài hát tôi đã lặng đi không thể tin được. Đấy chính là một phần bài hát tôi từng được nghe ngày nào. Bò mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Bò mẹ sinh con từ hang núi nơi ấy có nhiều gió, lạnh lắm. Đêm mưa, nhiều gió lạnh lắm. Ôi tự do, tình yêu, quê hương. Những con đường trông gai, nhọc nhằn. Con mình trần thân trụi run rẩy và sờ soạn trong bóng đêm. Con nhặt được một vật mềm, ướt át. Con sợ hãi, không biết vật gì. Nó phập phồng trong tay con. Đau quá, đau nhói ở đây. Con ngửa mặt lên trời và hỏi. Đầu tình yêu, đâu tự do đâu quê hương. Cò mẹ ơi, cò mẹ sinh con từ hang núi. Người đánh đàn guitar và hát là bà Kỳ Sinh. Tối hôm ấy, bà Kỳ Sinh đưa tôi về nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng trên gác của một chung cư. Ngôi nhà khá đầy đủ tiện nghi. Bà Kỳ Sinh thuê ngôi nhà này ở đây và sống độc thân. Sau lần gặp tôi, y sang Thượng Lào, sang Thái Lan rồi tới định cư ở Mỹ. Chúng tôi uống rượu suốt đêm, bà kỳ sinh hỏi tôi rất nhiều về vùng tây bắc việt nam tôi hỏi bà kỳ sinh xem có cơ hội trở về việt nam hay không y buồn bã lắc đầu chỉ vào ngực mình tôi không biết tôi vẫn thường đau ở trong ngực này y cười vẫn nụ cười như diễu cợt ai hay diễu cợt mình trên tường nhà bà kỳ sinh có treo ảnh muôn nước ảnh đã cũ đã ố vàng nhưng muôn trông rất đẹp tôi không nỡ nói với bà kỳ sinh là ở việt nam muôn đang sống hạnh phúc Bà Kỳ Sinh ép tôi uống rượu mạnh, cả tôi và Y đều say khướt. Tôi hỏi Y thế nào là tình yêu? Bà Kỳ Sinh bảo, tin tôi đi, đấy là một hung thần. Đêm hôm ấy ở New York trời mưa rất to, mưa như ở vùng Tây Bắc Việt Nam, một thứ mưa nhiệt đới dai dẳng, tưởng như không dứt, tưởng như không thôi, tưởng như không bao giờ hết được. chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên tái sinh tác giả nguyễn thu hà hắn co do trong chiếc áo mưa mỏng tang mà người khách nào đó bỏ lại chiếc áo có mùi khét khét hăng hăng khó chịu thứ mùi nhắc về mùi nhựa cháy bốc lên từ những đôi dép cũ lúc mẹ hắn vá bằng đầu con dao bài dỉ xét cắm trong lò than bùn những thứ mùi khó chịu từ ký ức lúc nhỏ được hắn xếp vào loại mùi xưa cũ Đa phần thời gian từ lúc sống ở đây, hắn đều thấy khó chịu khi chợt ngửi thấy lại những mùi vị đó. Giờ đây, hắn chợt nhận ra, hắn thư giãn đến kỳ lạ, giống như được an ủi mỗi khi ngửi thấy lại những mùi vị ấy. Có lẽ vì thế mà hắn cứ tấp cái xe đẩy chở ít đồ nghề cũ nát về đúng chỗ này mỗi tối thì phải, gọi là xe cho sang chứ thực ra, trên trục bánh cũ của chiếc xe đẩy tay bốn bánh, đã hư hết khung sắt là cái thùng gỗ tạp hắn đóng lại rồi sơn lên lớp sơn trắng kẻ nổi dòng chữ màu đỏ tươi. Dòng chữ in đậm trong trí nhớ hắn về tấm bạt phủ ngoài kia góc còn còn, lọt giữa hai bức tường của hai ngôi nhà mặt đường có vỉa hè lát đá xám. Khoảng vỉa hè ấy, tuổi thơ hắn đã êm đềm trải những mùa hạnh phúc nhất của cuộc đời, mà giờ hắn mới biết, thứ mùi dĩ vãng cũ xưa ấy tưởng là nghèo đói rách rét, nhưng giờ đây, với hắn lại là một khát khao. Phải hắn thèm vị miếng bánh trưng cũ dán vàng giòn trong chiếc lập là nhôm móp mép bắc trên bếp dầu của mẹ ngày xưa lúc hết tết trồng bánh trưng khác nhau từ kích cỡ đến màu lá gói từ những nhà quanh phố mang sang cho anh chị em hắn cả trước và sau tết mẹ hắn giữ kỹ lắm cứ đem rửa rồi luộc lại hoặc dán cho đến hết sáu đứa con lít nhít của mẹ cả cái tết có lẽ dùng tiền ăn không nhiều bằng tiền mua rượu của bố Chúng sống nhờ đồ hàng phố cho nhiều hơn tiền ông bố nửa đời dành cho việc say quắc cần câu, kiếm được bằng cách nhún cả thân mình ốm nhách trên cái bơm tay. Hắn thèm cả mùi vị bắt canh trên dốc những ngày hè mẹ phụ bán ở chợ mang về, kỳ cạch giã lọc rồi thả mớ rau tập tàng lẫn cả rền gai và rau sam mọc dại anh em hắn mót ngay hè phố cũ. Hắn thèm hơi nóng của miếng đậu hú rán thiếu mỡ, giòn rụm, hơi khét rều rượu lẫn miếng cơm gạo nở xôm xốp tưới chút nước mắm mặn gắt quanh hắn bây giờ, những món ăn na ná vậy họ bán đầy xung quanh khu chợ tạm này. Đói, hắn băng qua khúc cua, đưa tờ giấy bạc màu hồng cho bà cơm bụi, chỉ chỉ hai ba lần rồi nhận về chiếc hộp xốp trắng tinh đầy ú ụ đủ thứ, nọm gần giống món hắn thèm từ ngày xưa cũ, quen rồi. Bà hàng chẳng hỏi, hắn cũng chẳng phải nói. Đôi khi, quán ế, hắn chẳng chỉ mà bà hàng cứ gấp lia lịa bỏ thêm bịch canh và vài trái ớt quả chuối còn ương ương đưa lại hắn cùng tờ tiền màu xanh thối lại rồi hắn uể oải nhai nuốt cố tưởng tượng ra mùi vị những thức ăn non giống mà rất khác thứ hắn thèm và nhớ tưởng tượng ra cuộc sống cơ cực ngày bé để đừng nhớ đến những ngày hạnh phúc như ảo mộng mới mất đi lâu rồi hắn chẳng quan tâm gọi tên tờ tiền trên nền sơn trắng ghi chữ sửa xe màu đỏ dòng chữ sơn đen viết bằng bút lông ghi giá tiền từng dịch vụ rất rõ ràng có lần cô bé khách sinh viên mỹ thuật nói với hắn cháu ghé bơm xe chỗ chú bởi cái biển trên thành xe đấy chú cháu chưa từng thấy ai viết thư pháp đẹp như vậy chú tự viết phải không ạ à? có lẽ cũng giống những người khách quen cô bé chẳng chờ nhận ở hắn câu trả lời khuôn mặt bị lấp bởi bộ dâu quai nón và đôi mắt sẫm chẳng buồn ngước lên như sự công nhận thầm lặng hắn đưa tay nhận tiền Hối tiền cũng hở hững và nhanh gọn như những động tác hắn sửa xe cho khách. Không bao giờ có động tác thừa. Cũng không bao giờ trả lời quá ba câu nhát gừng về tình trạng xe phải sửa. Vậy mà hắn lại đông khách. Đông theo nghĩa người ta vẫn chờ hắn sửa, dù có thể dắt ra tiệm gần đó. Có lẽ vì giá hắn lấy rẻ. Có lẽ vì hắn làm nhanh và chuẩn xác. Có lẽ cả vì tính tình kỳ cục quái lạ của hắn. Phố mà, họ luôn tò mò những thứ lạ lẫm và hắn lạ lắm hắn chả giống ai vợ hắn từng bảo giá được chọn lại cô ấy sẽ chọn người đàn ông hài hước luôn khiến cô ấy cười chứ không ở bên người đàn ông như hắn vậy nhưng câu nói cuối cùng cô ấy cố thều thào vào điện thoại lại là câu nói ngắn gọn nhất chỉ hai từ yêu anh thậm chí cô ấy còn tiết kiệm cả từ em giống mỗi khi hai đứa giận nhau hay khi cô ấy đã nguôi giận nhưng muốn hắn dỗ dành nhiều đêm trong những cơn nửa thức, nửa ngủ chập chờn, hai từ yêu anh ấy cứ vọng đi, vọng lại như tiếng ê cô chỉnh âm thanh của dàn karaoke mà tay trưởng phòng hành chính chỉnh mỗi sáng thứ hai chào cờ ở cơ quan cũ, tiếng vọng cứ to dần, to dần, rồi vỡ ra, đôi lần nó lại vang vọng giống tiếng hắn và bọn nhóc cùng xóm chơi trò âm dài, cúi đầu vào chiếc giếng cạn nhà bà sầm già cuối phố ngày xưa, dội lại nhiều lần, lành lạnh tiếng vọng nhỏ dần, như sợi lụa mảnh quấn sau gáy hắn, miết nhẹ. Hắn thường giật mình trồm lên, quơ tay sang trái phía vợ hắn vẫn nằm bên hắn suốt sáu năm. Và rồi, có khi mồ hôi dã ra ướt lưng, có khi hơi lạnh như những chiếc gai nhỏ xíu cạ lên da thịt. Và rốt cục là, hắn nghe thấy chính tiếng mình nức nở. Tiếng yêu hắn đã mong chờ từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy cười trước bức tranh hắn vẽ chính mình buổi triển lãm đầu tiên thành công ngoài sức tưởng tượng của hắn. Khách đến vì những người tổ chức mờ, và cả đến vì tò mò. Hầu hết đều tấm tắc trầm trồ, tụm lại nghe mấy chủ phòng tranh gì dầm về hiện tượng mới trong biểu đạt hội họa. Không mấy ai để ý đến bức vẽ lạc lõng nằm trong góc khuất cuối lối rẽ hành lang, sát ngay nhà vệ sinh. Cô ấy đã đứng đó rất lâu, bàn tay giờ nhẹ lên mặt khung tranh, rồi ôm lấy ngực. Hắn đã kịp chạy từ giữa đám người ồn ào xưng tụng, chỉ để tỏ ra mình am hiểu hội hòa, hiểu hắn và chạm vào bàn tay nàng đang tra chìa khóa vào cửa xe. Hắn như tê liệt khi hồn hển đứng cạnh nàng. Lúc ấy, khao khát duy nhất đổ đầy phần trống rỗng trong tâm hồn hắn là đôi môi nàng đang hơi hé ra ngạc nhiên kia thốt lên từ em yêu anh. Cơn mưa sầm sập tới, hắn co gối cho chân ép chặt vào ngực. Ngực hắn giờ lép kẹp, không còn những mũi cơ nở nang phía trước hay phần cơ xô ra cạnh sườn trước đây vợ hắn vẫn thích lướt tay ve vuốt hắn sợ nhìn vào chính ngực mình tay mình và cả khuôn mặt mình nữa mỗi khi da thịt ở từng khoảnh cơ thể ấy bị chạm tới là những hình ảnh của vợ con lại hiện lên như những thước phim quay chậm khuôn mặt cô ấy trên ngực hắn đôi mắt ngước âu yếm và đôi môi cong bàn tay cô ấy trên vai hắn hai cánh tay hắn ôm chặt thằng bé đã cứng đờ trong lớp chăn có hình siêu nhân màu đỏ hắn có cảm giác những khoảnh da thịt ấy đau đớn y như chính tâm hồn hắn đang cháy bởi ngọn lửa đau khổ đúng vậy hắn đã cháy rụi biến thành tàn cho từ cái ngày hắn ôm xác con trong tay và nghe hai từ cuối cùng kèm theo cơn nấc của vợ qua điện thoại từ ngày đó hắn trở nên sợ rất nhiều điều hắn sợ da thịt mình nhớ đến từng đụng chạm của vợ con sợ nghe cả tiếng mình vì thói quen chạm tới thứ gì trong nhà cũng thường hỏi vợ hắn còn sợ cả nghe điện thoại bởi mỗi lần chuông reo, thứ cảm giác đau đớn của cuộc gọi cuối cùng từ số lạ, với giọng nói nghẹn nứt của vợ như vang tới. Họ thì thầm với nhau sau lưng hắn rằng, hắn phát điên sau cái ngày cả vợ và con chết lúc cao điểm dịch Covid-19 phá nát Sài Gòn. Kẻ thầm thì cãi lại, ngày đó hắn chưa điên, khi mất hết cả nhà cửa, mất luôn công ty tổ chức sự kiện đang ăn nên, làm ra của hai vợ chồng vì bị siết nợ sau đó hai năm hắn mới phát điên, kẻ lại thì thầm những chuyện đó chưa chắc làm hắn phát điên mà chắc tại do sự đau khổ cùng áp lực khiến hắn không thể vẽ lại được nữa, nên hắn mới trở điên đi lang thang như vậy. hắn còn thính chán, nghe thấy cả và luôn cúi mặt bởi hắn thấy họ nói đúng hết và hắn cũng dần tin, hình như hắn điên thật. mưa giàn giạt, chiếc áo quá mỏng không chịu nổi sức nước tạc theo gió quật mà rách bung nhiều chỗ nước chảy vào cổ quanh nách quanh ngực rồi đẫm ướt toàn bộ thân trên hắn hiên nhà này mọi khi hắn vẫn ghé ngủ lại nếu có khách muộn và nằm co trong lòng xe đồ nghề mà ngủ tới hừng sáng bao lần mưa rồi nước không thể tạt tới chỗ hắn ngồi được nhưng hôm nay hình như ảnh hưởng bão gió đổi chiều tạt ngược hắn đứng lên kéo chiếc xe sát thêm vào mé giữa mấy bậc cấp khô giáo rồi mở cái hộp tôn lôi ra bộ quần áo sạch hắn đặt chiếc điện thoại đã tắt chuông vào sát cánh cửa, thay quần áo và ghé vai tựa vào góc tường. Bức tường thật ấm áp, ấm như nắng trang trang ban ngày hấp thụ hết vào mảng tường dày này vậy, và phàng phất mùi thơm, hình như là mùi nhang bài quyện với mùi hoa ly trắng từ sau khe cửa thoảng ra. Hắn hít một hơi dài rồi duỗi chân, tựa đầu vào góc cửa cạnh tường mà thiếp đi, kệ cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa trong da thịt hắn đang dã hắn ra mà chảy từ từ như nước, nhẹ bỗng, bồng bềnh. Đã hai ngày rồi, anh ta vẫn ở trạng thái ngủ lịm. Hiền gỡ dây khỏi cánh tay anh ta và đặt máy đo huyết áp lên đầu tủ. Cô vắt chiếc khăn ướt lau chỗ bẩn nơi cổ anh ta. Tay cô chạm vào lớp da trùng trên cái yết hầu nhọn nhô cao. Nỗi xót xa giấy lên khiến lòng cô như thắt lại, xốn sang nơi mắt. Sớm qua, vừa mở cửa để bắt đầu buổi chạy bộ hiếm hoi cuối tuần, thì cô đã phải chiếc điện thoại nằm ngay giữa cửa. Hình dạng người đàn ông đổ trên bậc cấp bất động lờ mờ như bao tải hàng la ghim người ta hay vứt trên vỉa hè chờ người nhận, nếu không có chiếc xe đẩy sơn trắng đỏ án ngữ cạnh đó và chiếc điện thoại, có lẽ cô đã không nghĩ đó là hình hài con người. Anh ta sốt rất cao và gần như hôn mê suốt hai ngày nay. May mắn cho anh ta, với tình trạng suy kiệt mức ấy, nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ anh ta đã nhẹ nhàng sang thế giới bên kia mất rồi. Không phải nói là anh ta may mắn ngã gục ở cửa nhà cô, đúng thời điểm cô được bệnh viện duyệt cho nghỉ phép năm, để hoàn tất công trình nghiên cứu bị gián đoạn bởi hơn 2 năm Covid mới đúng. Chiếc điện thoại rung phía trên mặt bàn, một hồi rồi ngắt, rồi nó lại rung, lần này lâu hơn, và không có dấu hiệu người gọi sẽ ngắt nữa. Từ hôm qua tới giờ, khi cô cắm sạc để kiểm tra xem chiếc điện thoại cô đã phải có hư hay không, nhiều lần màn hình sáng lên báo hiệu có tin nhắn từ những dãy số, nhưng đây là lần đầu có ai đó gọi đến. Trên màn hình nhấp nháy chữ mẹ với phông chữ nghiêng mạnh, cô trượt tay, rồi bật loa ngoài. Alo, bác sĩ Cao Mai Hiền nghe đây ạ. À? Alo, ai đấy, ai nghe máy của thằng Sơn vậy? Vậy ra anh ta tên Sơn. Dạ, cháu là bác sĩ của bệnh viện Bình Dân, hiện anh Sơn đang điều trị ở chỗ chúng cháu bác vui lòng cho cháu thông tin đầy đủ của anh Sơn ạ. À. Nó bị sao vậy bác sĩ? Liệu nó có làm sao không? Trời ơi, con tôi, thằng bé bất hạnh, vợ con nó chết cả hồi Covid đấy. Giờ cũng được hai năm rồi, mai là ngày dỗ vợ con nó, mà cả tháng nay tôi không cách nào liên lạc với nó. Nó khổ lắm bác sĩ ơi, xin hãy cứu con tôi. Hơn 30 phút hỏi đáp, xen giữa những câu than kể của người mẹ già hiền tóm tắt được mọi điều cơ bản về người đàn ông suy dinh dưỡng nặng tâm thần bất ổn đã ngã gục ngay trước nhà mình chắp nối những lời kể xen trong sự khẩn cầu lo lắng của người mẹ hiền được biết thêm anh ta từng có một gia đình hạnh phúc làm chủ một công ty sự kiện cùng người vợ xinh đẹp và cũng mất đi tất cả theo cơn sóng dịch bệnh và sự tổn thương sâu sắc của kinh tế hậu dịch sự mất mát của anh ta quá lớn lớn tới nỗi bất cứ ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng khó lòng đứng vững lại được huống chi anh ta còn chẳng có nơi để về huống chi mảnh đất này lưu giấu những gì đẹp nhất của cuộc đời anh ta cô không cắt nghĩa được tại sao cô lại hứa với người mẹ rằng sẽ chữa lành cho anh ta cô cũng đã không làm theo nguyên tắc thông thường của một bác sĩ với bệnh nhân cấp cứu có lẽ ngay khi sốc thân hình cao gầy nhẹ bỗng như một tiêu bản khử nước vào nhà mình thay vì gọi và chờ xe cứu thương tới cô đã vô thức thực hiện bằng được điều đó. Ở người đàn ông này, có điều gì đó khiến không chỉ bản năng của một bác sĩ thúc giục cô chú tâm, mà còn khiến phần bản năng trở che của phụ nữ trong cô bộc phát. Có lẽ, ở anh ta có thứ gì đó gợi nhắc đến những điều từng thân thuộc, những thứ gợi nhắc về nỗi đau âm ỉ cứ hiện hữu, co bóp phập phồng theo mỗi nhịp đập trong trái tim cô. Phải chăng vì nỗi đau của cô và của anh ta quá giống nhau? Nỗi đau một ngày khi tưởng hạnh phúc sẽ đầy ắp mãi mãi chợt tan biến để đổi lại sự mất mát khủng khiếp, sự mất mát mang tên cái chết, chống hẫng, tàn nhẫn và tạo thành lỗ thủng ký ức không thể vá đầy. Và cô nhận ra, anh ta có quá nhiều nét giống bác sĩ quân, hồn phu của cô, đồng đội bên cạnh cô trong những ngày 24 trên 7 trực chiến tại bệnh viện giã chiến, đám cưới đã thật gần, thì Covid-19 ập đến và nếu như không gánh trên vai trọng trách bác sĩ cấp cứu tim phổi khi ấy cô cũng không biết cô có đủ sức mạnh vượt qua sự ra đi đột ngột của quân không đau đớn đến tận cùng khi cô vẫn đều tay đếm nhịp bóp bóng cấp cứu cho bệnh nhân lúc đồng nghiệp đẩy chiếc xe quân nằm xuống phòng xác cô nhớ lúc đó mọi thứ quanh cô như đông đặc cả nước mắt hơi thở đến trái tim như bị siết chặt vo tròn trong ngực Duy nhất đôi mắt nữ bệnh nhân vừa tỉnh dưới tay cô cầu khẩn neo cô lại với thực tại, đôi mắt đẹp như biết nói đã khiến cô bình tĩnh lại, để rồi sau đó, như sự kỳ diệu của số phận, cô ấy yêu cầu được nói chuyện với chồng và cô đã bấm điện thoại của chính mình cho cô ấy được nói lời cuối với người thương yêu. Lúc đó, cô đã thầm ghen tị với nữ bệnh nhân ấy, cô ấy còn may mắn hơn cô, giá cô kịp nói với quân lời yêu thương mà anh ấy rất thích nghe còn cô lại hay làm như không chịu nói. Không, thậm chí cô có thể nằm ở vị trí của cô ấy để nói với quân để đổi cho anh được sống. Trong cuộc đời bác sĩ chứng kiến bao nhiêu cái chết không thể cứu, sự đau đớn đến tàn nhẫn của cái chết do Covid-19 ám ảnh cô đến kiệt sức, cái chết nghẹn chặt, nhanh chóng và lạnh lùng mang âm hưởng của nốt lặng tàn nhẫn đến vô biên. Hắn thấy toàn thân ấm áp ra tay chân chạm vào lớp da lụa mát dịu thật dễ chịu, căn phòng rộng trống thênh, ga gối có mùi hương lavender hăng hắc, rèm cửa sổ và tường cùng màu xám. Đây rõ ràng là phòng nam giới nhưng bức họa treo phía cuối giường lại vẽ một phụ nữ rất đẹp, vẻ đẹp tinh nghịch toát lên từ dáng đứng thọc tay trong hai túi áo blue y tế, cái chán rộng và đôi mắt thông minh. Người vẽ bức tranh này hẳn là người phải thân thuộc và hiểu nhân vật rất rõ nên mới phát ra nét ẩn tinh tế như kia có nghề đấy nhưng xem ra anh ta chọn màu cho nền tĩnh vật phía sau chưa mấy ổn khiến cô gái như ở trong một không gian thiếu ấm áp và bình an ý thức trở lại trong sự tỉnh táo khiến hắn giật mình tự hỏi sao mình lại ở trong một căn phòng lạ cảm giác nằm trên tấm nệm phẳng giữa không gian thơm tho ấm cúng quen quen như lúc xưa lâu lắm rồi hắn từng tỉnh dậy như thế mỗi sáng trong ngôi nhà của mình nhưng rồi hắn giật mình vì hiện thực gần ập về. Sàn chiếc xe đẩy cứng ngắc, đôi chân dài như dính chặt khớp gối ở tư thế gập khi hắn co người như bảo thai để nằm lọt mà ngủ. Hay cái lạnh của thềm bê tông nhà ai đó thấm ngược qua tấm chăn lót vào da thịt hắn. Hoảng hốt, hắn ngồi bật dậy, loạn choạng lần ra cửa. Người phụ nữ đứng trước bước chân dung vẽ bằng than trì, mái tóc dài xoăn nhẹ cột hờ sau chiếc gáy mảnh chiếc váy hoa tím trên nền trắng có điểm những đốm lá xanh nhẹ lay động theo cơn gió lùa vào qua cửa sổ hắn sững sờ khi nghe chính miệng mình thốt lên hân hân ơi là em sao hân người phụ nữ quay lại và hắn nhận ra nhân vật trong bức chân dung trong phòng đang nhìn mình đôi mắt cô ấy ngấn nước hai má đỏ ửng biểu hiện cơn xúc động nén chặt đôi mắt người đàn ông trong bức than chỉ như đang nghiêng theo bước chân của người phụ nữ tiến về phía hắn Bàn tay ấm nóng, mềm mại nắm hờ khuỷu tay hắn dặn hắn ngồi xuống sofa. "Tôi là bác sĩ Hiền, người cuối cùng ở bên vợ anh khi cô ấy đi." Hân đã rất thanh thản sau khi nói lời yêu anh và cô ấy ra đi nhẹ nhàng. "Anh hãy bình tâm lại và hãy sống thay cả cuộc đời của hai mẹ con cô ấy." "Làm sao tôi có thể? Bác sĩ làm sao hiểu được tôi đã mất đi thứ gì?" "Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ nữa là khác." người đàn ông của tôi đã ra đi cùng ngày với vợ anh ngay tại nơi ấy trước mặt tôi khi tôi đưa điện thoại vào tai cô ấy để nói chuyện với anh bàn tay nhỏ bé nắm chặt đặt trên đùi những đường gân xanh nổi cao cho thấy người phụ nữ đang cố kìm sự xúc động lại hắn nghe trái tim mình đau thốn cơn đau như xé toang lồng ngực hắn khi mường tượng cảnh người phụ nữ này đứng cạnh vợ hắn dõi mắt theo sát người đàn ông kia rời đi cô ấy có lẽ không nói hay nghe được lời chối trang cuối của người thương giữ tiếng động cấp cứu tiếng máy thở và trợ tim tít tít hắn đã tưởng nỗi đau của hắn là sự thống khổ cao nhất nhưng có lẽ cô ấy cũng không khá hơn mà không cô ấy hẳn dằn vặt hơn vì lúc ấy chẳng thể chìm vào nỗi đau khổ mà tự dày vò mình cô ấy phải nén lại mà cứu những người như vợ hắn đôi mắt người đàn ông trong bức vẽ như xoáy sâu vào tâm can hắn chạc tuổi nhau thôi nhưng anh ta đã xong hành trình đời mình để lại người phụ nữ nhỏ bé này với nỗi đau giống hắn trái tim hắn như tan ra nỗi đau ủa vỡ tạo thành tiếng nức nở lần đầu tiên hắn nghe từ chính giọng mình ngày mai tôi và anh cùng tới chùa thăm họ nhé anh hãy ở lại căn phòng của anh ấy tới khi nào anh khỏe hẳn không anh có thể ở lại đến khi anh đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại mọi thứ nếu anh muốn tôi bận hoàn thành luận án trong thời gian tới nên anh cứ tự nhiên cô tin tôi sao họ đều nghĩ tôi điên anh quên tôi là bác sĩ sao có nhiều lúc tôi cũng muốn hóa mình thành người điên như anh nhưng không thể mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh với cuộc đời này nỗi đau và nghịch cảnh là điều ta phải vượt qua chứ không thể bắt ta dừng lại chìm đắm bỏ quên mình trong đó tôi tin cô ấy và con trai anh đang cùng nhau dõi theo anh dõi theo người đàn ông họ yêu thương để được thấy anh mạnh mẽ và sống tốt thế nào cũng giống anh ấy đang dõi theo tôi vậy tôi có thể sửa một chút bức chân dung tự họa kia không? Dường như anh ấy chưa kịp hoàn thiện nó. Cảm ơn anh. Đó là điều anh ấy loay hoay mãi mà chưa làm được. Xin nhờ vào tài năng họa sĩ của anh nhé. Cả bức chân dung tôi anh ấy cũng muốn chỉnh. Tôi đã thấy, cho phép tôi làm ngay bây giờ được không? Nắng xuyên qua tấm rèm the dọi lên mu bàn tay hắn. Bàn tay đã hai năm chưa thể cầm lại bút vẽ. Giờ đang lướt dứt khoát mảnh than trì trên nền toàn đôi mắt người đàn ông trong hình như sáng hạnh phúc hơn khóe miệng như cười viên mãn sau những động tác tỉ mỉ của hắn bác sĩ hiền ngồi lặng trên sofa nhìn hình ảnh người đàn ông của mình hiện lên chính xác trên bức vẽ thấp thoáng sau vai người họa sĩ ánh mắt anh ta cũng loang loáng nước hướng về phía ánh sáng ngày mới đang dọi tới căn phòng yên lặng ánh nắng nhảy múa theo thay sự chuyển động của mép viền chiếc rèm bay lất phất tạo những đốm tinh nghịch trên nền nhà ánh sáng của ngày mới đang khiến cả hai người họ cảm nhận được sự tái sinh